Crush nhắn là em chưa hỏi gì mà nó nói là có người yêu rồi thì sao chị? À thì cái này nó có hai nguyên nhân nha em. Một là nó không thích em, hai là nó không thích em. Crush nhắn là thích tao thì unfollow Nhi Võ đi. Ủa liên quan gì? Nhi Võ là cái người mà kêu tao thích mày đó. Crush nhắn là bôi cái môi thăm đi rồi mình nói chuyện. Môi nào? Crush nhắn là thôi anh đi làm đây, nói chuyện với em sau, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nói gì. Em hỏi lại nói là anh đi làm gì? Anh đi làm tình hả? Crush em bảo chị hài hước, nhưng khi em giỡn thì nó bảo em nhạt. Em có nên in crush nó không ạ? Trời đất ơi, sao gì thiệt chứ? Sao có tao hoài vậy? Crush nhắn là em yêu Nhi Võ, dấu bằng ngoặc ngoặc. Crush nhắn là tao yêu Nhi Võ rồi, đừng nhắn tin cho tao nữa, nó hoài luôn á tụi bay ơi, thiệt luôn á. Crush nhắn là sao mày thích bà Nhi quá vậy? Kệ tụi bay yêu đương, đừng có kéo tao vô hoài luôn, thật từ hồi sáng tới bây giờ tao gầu quá sức vậy. Crush nhắn là qua dịch sang nhà anh nhậu. Nhậu gì má? Crush nhắn là em bỏ K-pop đi rồi anh yêu em. Tình huống này em nên chọn ai ạ? Chị nghĩ là em nên chọn crush của em á. Ừ, chọn nó là người em bỏ. Vô duyên thích ta thích K-pop mắc gì cây cú. Crush nhắn là em ơi qua phòng anh ngủ một đêm được không? Anh hứa không làm gì em hết. Những lời hứa chắc nịch và như đinh đóng cột luôn. Crush nhắn là da mày hơi đen, gu tao da trắng. Đen nó bền màu, hiểu không? Mấy cái đồ trắng gì chứ dễ dơ lắm.